Vâng, thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã liên tiếp xảy ra hàng loạt các vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng và xuất phát từ những ngôi nhà dạng ống và không hề có lối thoát hiểm. Thực tế thì cho thấy lối thoát an toàn khi mà xảy ra cháy nổ chưa được người dân coi trọng và vẫn còn không ít các hộ gia đình lắp đặt những chuồng cọp kiên cố để chống trộm mà lại bỏ qua sự an toàn của bản thân và những người xung quanh. Vâng, và xuất phát từ cái thực tế đau lòng như vậy thì nhiều địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại khu dân cư, đi từng ngõ, gõ từng nhà để từng bước nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tạo cho người dân sự cảnh giác trước hiểm họa cháy nổ. Sau đây là ghi nhận của VTC tại Hà Nội. Đây là một buổi tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng Hà Nội tổ chức tại khu dân cư. Người dân ở 18 phường trên địa bàn được cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, cách sử dụng phương tiện chữa cháy khi có sự cố cháy nổ. Những vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn tại khu dân cư thời gian gần đây cũng được phân tích cụ thể để người dân rút kinh nghiệm. Cả hội trường hàng trăm người, nhưng ai cũng đều đến sớm và chăm chú theo dõi. Tôi cũng đã từng xem trên TV cũng như thực tế các vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thì tôi cũng rút ra những bài học quý giá cho mình là mình phải chuẩn bị trong gia đình bình phòng cháy chữa cháy, cái lối thoát hiểm khi xảy ra cháy. Ngoài việc chuẩn bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, tạo thêm lối thoát hiểm trong nhà, nhiều người dân như ông Tiến còn tích cực tham gia cùng khu phố, tuyên truyền tới tận các hộ gia đình, xây dựng những ngõ an toàn trước nguy cơ cháy nổ. Đánh giá về cái cháy nổ ở địa phương, sau khi mà có cái cuộc tập huấn và cuộc họp này thì chúng tôi rút ra một cái kinh nghiệm là nên tuyên truyền thật chặt chẽ đến với những người dân, đến từng hộ gia đình để cho tất cả các hộ gia đình đều có những tinh thần chống cháy và phòng cháy thật là tốt và chuẩn bị những cái thứ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống an bình. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã xảy ra hàng loạt các vụ cháy ở những căn nhà dạng ống có khung sắt lắp kín hành lang, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vụ cháy ngày 8 tháng 7 vừa qua tại một nhà dân ở ngõ Thổ Quan, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội khiến ba cháu nhỏ tử vong. Trước đó vào tháng 5, cháy lớn tại ngôi nhà cao 3 tầng nằm trên đường Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội làm 4 bà cháu tử vong, một người bị thương. Điều này một lần nữa là bài học cảnh giác với người dân và cả chính quyền địa phương trong việc đảm bảo lối thoát nạn an toàn khi có sự cố cháy nổ. Một số các hộ gia đình thì có sử dụng chuồng cọp, chúng tôi khuyến cáo là phải mở các lối thoát nạn thứ hai để khi có sự cố cháy nổ xảy ra và không thể nào mà cứu chữa nữa. Người dân lúc đó buộc phải thoát ra ngoài thì phải thoát ra các cái lối thoát nạn thứ hai. Đấy là những cái lối mà đang bị quá nặng như các cái chuồng cọp, đề nghị là phải mở lối thoát nạn thứ hai để khi có cháy nổ xảy ra thì thoát nạn kịp thời. Dù cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tích cực tuyên truyền vận động, đưa ra những khuyến cáo cụ thể, tuy nhiên để công tác này đạt được hiệu quả rất cần sự chung tay của mỗi người dân. Chỉ khi các hộ gia đình chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn, xây dựng lối thoát hiểm an toàn, đó mới là giải pháp căn cơ cho việc ngăn chặn hỏa hoạn.